Rộ tin Trương Quỳnh Anh đang hẹn hò tình cũ Ninh Dương Lan Ngọc, còn lộ loạt ảnh tình tứ. Thông tin Trương Quỳnh Anh và Chi Dân hẹn hò đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây, tin đồn Trương Quỳnh Anh và Chi Dân bí mật hẹn hò lại rộ lên. Cặp đôi bị nghi phim giả tình thật khi hợp tác trong bộ phim lớp học đại ca. Không chỉ có những cảnh tình tứ trên phim trường mà ngay cả ngoài đời, cách cư xử của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân cũng bị cho là có sự thân tình hơn bình thường. Bên cạnh đó, dân tình cũng đặt nghi vấn qua cách nói chuyện của cặp đôi tin đồn trong một buổi livestream chung. Dù bộ phim đã đóng máy từ lâu nhưng những cử chỉ, lời nói của Chi Dân và Trương Quỳnh Anh dường như chưa xả vai, thậm chí còn bị nghi mượn công việc để thể hiện tình cảm riêng tư. Trước khi rộ tin phim giả tình thật, Chi Dân từng vướng nghi vấn hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc, mặc dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng không ít lần bị chụp ảnh đi du lịch, mua sắm cùng nhau. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, cặp đôi bị cho là đã chia tay. Trong khi đó, kể từ khi đường ai nấy đi với tim, Trương Quỳnh Anh vẫn duy trì cuộc sống mẹ đơn thân bên cậu con trai của mình. Hiện tại, Trương Quỳnh Anh và Chi Dân chưa có phản hồi chính thức nào về tin đồn hẹn hò.